Đây, xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái cây sung mà tôi nuôi cắt giật đây này anh em này. Rất nhiều nhát cắt giật. Những cái cành như này này. Vòng lên đây. Cắt giật đây trên cổ ngọn. Chuyển cái thân chính lên trên đây. Giật ở đây. Đây hôm nay nó vào form rồi đấy. Này chỉ cắt lọc mọc mấy cái cành. Cành dăm này anh em ạ. Cho nó phát triển vào những cái cành này là những cành nuôi này, nuôi sau này mới lại giật lại đây chứ không phải là để dài này đâu anh em ạ. Lấy những cái tay nhỏ thằng uốn. Xong rồi giờ lui tiếp anh em ạ. Cái này mà lui to hơn đi nữa bắt đầu uốn thì tuyệt vời. Cái cảnh phía bên này. Cảnh phía bên này thì sau này phải lui to lên gấp 3-4 lần nữa mới bắt đầu giật lại anh em ạ. Cắt đây, giật đây,